8 trong chuỗi 30 ngày và là cái ngày thứ hai, ngày 29 tháng 7. Và cái chủ đề đầu tiên tôi giúp các anh chị đó là làm thế nào để xác định giá trị bản thân và làm thế nào để thiết lập được mục tiêu đúng với cái giá trị bản thân đó, và phần cuối cùng là ứng dụng công nghệ vào như thế nào để chúng ta kiếm được tiền. Chúng ta sẵn sàng nhé. Và báo các anh chị biết, cảm ơn Ruyền lúc nãy đã giới thiệu một chút về bản thân tôi, nhưng mà anh chị đã theo dõi hai cái buổi trước đây ấy, thì anh chị thấy một điều đó là tôi đã giúp anh chị hai buổi. Buổi đầu tiên là thiết lập cái gì ạ? Thiết lập cái mục tiêu theo cái bác sĩ tài chính. Buổi thứ hai mà tôi có giới thiệu anh chị và nói chuyện là hôm thứ sáu vừa rồi, đó là làm thế nào để kiến tạo cái cuộc sống tương lai ngoại hạn. Và ngày hôm nay thì tôi đang nói về câu chuyện là làm thế nào để xác định giá trị bản thân và làm thế nào để làm gì ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể lập mục tiêu để chúng ta phù hợp với giá trị bản thân. Đó là cái điều mà anh chị biết. Vậy thì đã bao giờ các anh chị đã biết về cái câu chuyện về 5 cấp độ của một cá tính con người chưa? Các anh chị biết là ở trong nhu cầu Maslow á, thì anh chị biết 5 cái nhu cầu con người rồi. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị được học biết, anh chị hãy lấy giấy của mình ghi vào á, lấy giấy của mình ghi vào. Đó là đây là 5 cái điều tuyệt vời mà tôi muốn báo với các bạn, đó là 5 cái cấp độ cá tính. Thì đây là một cái điều mà không biết là anh chị đã từng nghe trước đây chưa. Nhưng mà cái người thầy của tôi dạy cho tôi rất là nhiều cái này, đó là ông Brian Tracy. Ông Brian Tracy là bậc thầy về thiết lập mục tiêu và bậc thầy về kinh doanh bán hàng, bậc thầy về đầu tư á. Thì ông dạy cho tôi thông qua những cuốn sách mà tôi đọc được về ông, thì tôi báo anh chị biết đó là 5 cấp độ cá tính con người. Thì đó là cái điều mà tôi không nói hôm nay. Cái vòng trong cùng á, cái vòng trong cùng, nếu 5 cái cấp độ này này là nó tượng trưng cho 5 cái vòng tròn. Thế thì cái vòng tròn bên trong cùng á, đó là cái giá trị của bạn. Cái giá trị của bạn á, tâm vòng tròn chính là giá trị của bạn. Và từ cái giá trị này nó quyết định đến cái còn lại. Thế thì giá trị của bạn là gì? Giá trị của bạn ví dụ như là sự trung thực, sự chính trực, sự đồng cảm, hay là có lòng bác ái, hay lòng trắc ẩn. Cái giá trị của bạn là những cái thứ mà người ta khi nhắc về bạn thì người ta tôn cái giá trị đó lên, cái điều mà nổi bật của bạn lên. Và chính cái giá trị của bạn là vòng, cái vòng trong cùng á, nó sẽ quyết định cái gì ạ? Nó sẽ quyết định những cái còn lại. Nó quyết định những cái còn lại. Và khi mà cái giá trị của bạn được xác định thì nó sẽ quyết định cái niềm tin của bạn. Nó là vòng kế tiếp. Nếu bạn mang trong, ví dụ giá trị của bạn là sự tích cực chẳng hạn, thì cái sự tích cực của bạn nó sẽ lan tỏa cái gì ạ? Ra bên ngoài. Và bạn tin tưởng rằng đó, bạn tin tưởng rằng gì ạ? Bạn tin tưởng rằng những người xung quanh cũng đáng được nhận cái giá trị tích cực của bạn. Đó là cái giá trị về niềm tin. Tôi muốn nói về điều này, 5 cái vòng này, để cho anh chị dễ hình dung là gì ạ? Cái vòng trong cùng đó là giá trị, tiếp theo đó là niềm tin. Và cái nữa đó là gì ạ? Nó sẽ niềm tin của bạn sẽ quyết định cái gì? Đó là nó quyết định các kỳ vọng của bạn. Đó là vòng tròn thứ 3. Khi bạn hình thành những giá trị và niềm tin tích cực, bạn sẽ thành một con người tốt, một con người tốt. Lúc ấy thì sao ạ? Lúc đó thì bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ kỳ vọng những điều tốt đẹp đến với mình như những người xung quanh. Và thái độ chúng ta rất là tích cực, rất là vui vẻ, đúng không ạ? Và cái vòng tròn nữa đó là từ cái kỳ vọng đó nó giúp cho thái độ của bạn trở nên tốt đẹp, thái độ của bạn. Đó, cái thái độ của bạn ha. Và cái thái độ đó thì ạ, thái độ của bạn sẽ vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Và điều này cũng giải thích là có một sự thật rằng là bất kỳ ai có thái độ tích cực thì bao giờ cũng gặt hái được thành quả nhiều hơn là cái người tiêu cực. Đó, chính vì cái giá trị sống của bạn ở đây này mà nó quyết định đến thái độ của bạn nữa. Và cuối cùng cái giá trị sống này nó lại quyết định cái hành động của bạn. Cuối cùng là cái vòng tròn thứ 5 là cấp độ cuối cùng, chính là hành động của bạn. Và những cái hành động của bạn biểu hiện ra bên ngoài á, là sự phản ánh của cái gì ạ? Những cái giá trị niềm tin sâu thẳm ở bên trong các anh chị ạ. Bởi vì thế cho nên là những cái điều bạn đạt được trong cuộc sống á, sẽ quyết định bởi gì ạ? Cái phần lớn đang diễn ra bên trong bạn hơn là những cái bên ngoài. Bởi bên ngoài chỉ là biểu hiện của bên trong thôi. Đó, cho nên 5 cấp độ cá tính này là không phải do tôi sáng tạo ra đâu, mà do ông Brian Tracy. Anh chị có thể lên trên mạng để search ông Brian Tracy là ông nào. Ông này là một trong những bậc thầy về thiết lập mục tiêu và đạt mục tiêu các anh chị nha. Rồi, thế thì tôi vừa giới thiệu anh chị một chút về 5 cấp độ cá tính của bản thân mỗi một con người chúng ta. Hãy nhớ một điều rằng giá trị của bạn sẽ quyết định cái hành động của bạn, và giá trị của bạn sẽ quyết định cái niềm tin và thái độ của bạn các anh chị nha. Rồi, thế thì câu chuyện là bạn thực sự muốn điều gì trong cuộc đời này? À, và có một câu nói rất nổi tiếng là hãy chắc chắn khi bạn đặt chân lên nấc thang thành công thì nó phải dựa vào bức tường phù hợp. À, thế thì cái giá trị của bạn nó phải phù hợp với mục tiêu của bạn không? Đó.
Cho nên tôi muốn nói ngày hôm nay á là cái giá trị của bạn nó phù hợp với mục tiêu chưa, thì câu trả lời là gì ạ? Bạn thực sự muốn gì trong cuộc đời này? À, cái câu nói của Stephen Covey là gì ạ? Hãy chắc chắn là khi bạn đặt chân lên nấc thang thành công thì nó phải dựa vào cái bức tường phù hợp, được không ạ? Và cuộc sống này sẽ vô nghĩa nếu không được kiểm nghiệm, không được kiểm chứng. Và ngày hôm nay tôi muốn nói các anh chị đâu là cái giá trị thực sự của bạn. Tôi muốn cùng anh chị define là bạn là ai. Đó, hay câu hỏi của mình là who am I, mình là ai. Và thế thì làm thế nào để mình xác định được cái điều mình muốn hay cái giá trị thực sự của mình, thì tôi có vài kỹ thuật sau đây. Trong 8 buổi live stream mà trong cái chuỗi 30 ngày về xác định mục tiêu và chinh phục mục tiêu và đạt cái điều mình muốn nhanh nhất đó, tức là bất kỳ anh chị đặt đặt mục tiêu trong bất kỳ lĩnh vực nào thì xem live stream của tôi trong một xuyên suốt 30 ngày thì anh chị sẽ đạt mục tiêu ít nhất là nhân đôi cái hiệu quả của cái giá trị của mình lên. Tôi không dám nói là anh chị sẽ nhân 5, nhân 10, nhân 100 bởi nó cần thời gian để tích lũy đủ. Nhưng mà nhân 2 sau 30 ngày là điều tôi đã làm rất nhiều lần rồi và tôi sẽ giúp các bạn làm điều đó. Rồi, làm thế nào để chúng ta có thể xác định được cái giá trị của mình? Đó. Làm thế nào để chúng ta có thể xác định được cái gì ạ? Cái giá trị của mình thì báo các anh chị một tin. Đó, báo các anh chị một tin. Đó là làm sao biết được cái giá trị của mình, và câu trả lời tốt nhất đó là gì ạ? Chúng ta hành động. Chính hành động với quyết định con người của bạn, chính cái hành động là cái cách để chúng ta xác định được giá trị bản thân. Đó. Và bởi vì sao ạ? Chúng ta tin tin vào trực giác thế này này, niềm tin vào bản thân là niềm tin là cái nền tảng đưa đến cái gì ạ? Đến cái vị sự vĩ đại. Nó bắt đầu từ việc lắng nghe trực giác của mình. Trực giác là gì ạ? Những cái cảm nhận mà không có giác quan nào. Trực giác có nghĩa là nằm ngoài năm giác quan, gọi là trực giác, tức là những cái feeling, cái cảm xúc, những cái gọi là gì ạ? Cái gọi là cái mà người ta hay gọi là giác quan thứ sáu, gọi là sixth sense, giác quan thứ sáu, tức là cái ngoài năm giác quan của con người ra thì giác quan thứ sáu gọi là trực giác, cái cảm nhận mà không nhiều lúc không nói nên lời á. Đó. Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được cái giá trị của mình thì thông qua hành động đó, chúng ta dõi theo hành động nhé. Bởi vì hành động thì sao ạ? Chúng ta sẽ xác định được giá trị của mình là ai. Thực tế thế này này, giá trị của bạn đó, giá trị của bạn được sắp xếp bằng cái việc là bạn hành động như thế nào đó. Và làm thế nào để biết được cái hành động của mình thì xác định liên quan đến việc giá trị, thì tôi muốn nói các anh chị thế này, đó là cái giá trị á, cái giá trị sống của mình đó là gọi là triết lý sống của mình, triết lý sống. Anh chị biết cái hiểu là từ là gọi là triết lý sống không? Làm sao biết được cái triết lý sống của mình hay là giá trị sống hay là chính là cái value, cái triết lý sống của mình á, thì Dale Carnegie, nếu anh chị đọc cuốn sách mà Đắc Nhân Tâm á, thì cuốn sách của Đắc Nhân Tâm ông cái người viết đó là Dale Carnegie, ông nói như sau: hãy cho tôi biết điều gì tạo nên cảm xúc mạnh mẽ nhất. Đó. Điều gì mà tạo ra cái cảm xúc mạnh mẽ nhất thì đó, thì ông mới biết được cái triết lý sống của người đó. Tức là để hiểu triết lý sống của một người, người ta biết được cái gì ạ? Chỉ cần cho biết là cái cảm xúc mà bạn gì ạ? Bạn bạn mạnh mẽ nhất, tức là cái gì ạ? Cái điều gì làm cho cái cảm xúc của bạn trở nên mạnh mẽ nhất thì đó chính là triết lý sống của bạn, được không ạ? Ví dụ bạn nhìn vào cái hình ảnh cái người cậu bé châu Phi này đang chết đói này, và có người Tây đang cho uống nước, và nhìn cái đứa bé như thế này này, thì đứa bé này đang là 4 3 4 tuổi và nó nhăn nhẹo như thế này, nó khô quẹo như vậy, bởi vì sao ạ? Nó đang sống trong cái vùng châu Phi, nước không có và đồ ăn không có. Và nếu như bạn nhìn vào cái hình ảnh này bạn cảm động, thì cái triết lý sống của bạn đó là mang tính chất nhân văn, đó là bạn thích cái yêu thích cái việc gì ạ? Đóng góp cộng đồng xã hội và muốn là ảnh hưởng đến việc xã hội và giúp đỡ người khác, thì đó, thông qua cái hình ảnh này bạn bị cảm xúc mạnh đó, tức là bạn nhìn vào cái hình ảnh này bạn bị cảm xúc mạnh thì đó chính là cái triết lý sống của bạn đó. À, là mang tính chất là giúp cho người khác, là xã hội, là nhân văn. À, thế thì đó, để biết được cái giá trị sống, triết lý sống thì chỉ cần dò vào cái gì, tìm hiểu cái hành vi quá khứ của mình thôi. Tức là dò những cái điểm, những cái gì mà mình làm trước đây về những cái quá khứ, những cái hành vi của mình á, thì thông qua đó mình biết được cái giá trị sống của mình. Đó. Ví dụ như bạn khi bạn gặp áp lực, bạn sẽ hành xử như thế nào? Đó. Nếu bạn gặp áp lực bạn từ bỏ thì cái triết lý sống của bạn là gì ạ? Hay buông bỏ và nói chung là sao ạ? Và hay là bạn lựa chọn thế nào với thời gian hay tiền bạc của mình khi bị bắt buộc, thì đó, tất cả mọi cái sự lựa chọn của bạn đều là một triết lý sống của bạn. Và thông qua những câu hỏi như thế này chúng ta biết được cái triết lý sống của mình các anh chị nha. Thế thì đó là một cái hình ảnh mà tôi ví dụ, đó là bạn nhìn vào một cái hình ảnh mà bạn cảm giác nó gì ạ? Bị tác động mạnh, bị cảm xúc mạnh thì bạn hình thành ra cái triết lý sống của mình. Bởi vì đó. Và
Nếu như bạn trả lời được năm cái câu hỏi này này, bạn trả lời năm cái câu hỏi này thì tôi cá bạn á là cũng tìm cho mình được một cái giá trị sống cho mình á, năm câu hỏi này, năm câu hỏi này, đó là khi mà trả lời năm câu hỏi này á thì chúng ta biết đó là cái khát vọng của mình, cái giá trị sống của mình, cái triết lý sống của mình, và có một cái từ để nói đúng đó là khát vọng trong tim á. Và câu hỏi đó như sau: nếu mà không có mặt bạn á, để làm sao xác định được cái giá trị của mình á, thì đơn giản thôi, đó là bạn chỉ cần là trả lời năm câu hỏi đó là: nếu không có mặt bạn thì bạn muốn người ta nói gì về bạn. Câu này rất là hay nha. Tức là nếu như không có mặt bạn vào cái buổi nào đó thì bạn muốn người ta nói gì về bạn, nói tốt hay nói xấu, hay là giá trị của mình là gì, người ta có nhớ đến bạn hay không, thì biết được cái giá trị sống của mình. Và nếu như bạn sống đến 100 năm tuổi thì trong cái tang lễ của mình á, thì bạn muốn người ta nói gì về bạn, thì đó chính là cái gì, cái giá trị sống của bạn. Cái giá trị sống mà là cái thứ mà con người ta sẽ nhắc đi nhắc lại hoài, và người ta nhớ đến bạn bởi cái giá trị sống đó. Và câu hỏi thứ ba là: bạn muốn vợ hoặc chồng của mình, con cái của mình nói gì về bạn? Tức là những người thân yêu gần nhất của mình á, mà khi nói về bạn á, mà người ta nói bạn không ra gì á, thì biết giá trị sống của bạn ở đó. Còn bạn muốn vợ và chồng và con cái của bạn nói gì về bạn, thì đó chính là cái điều mà tôi muốn nói với bạn, một điều đó là giá trị sống của bạn nó quyết định bởi điều này. Và câu hỏi thứ tư đó là gì ạ? Là bạn muốn uy tín của bạn như thế nào trong tương lai, uy tín của bạn như thế nào trong tương lai, thì nó sẽ quyết định đến cái giá trị của bạn theo đuổi. Và nếu như bây giờ phải làm gì thì bạn phải làm gì để bạn có uy tín như mong muốn, thì đó là cái điều. Nếu bạn hãy ghi năm câu hỏi này ra giấy để tự trả lời câu hỏi cho mình, đó là bạn muốn cái giá trị sống của mình, hay là cái triết lý sống của mình mà bạn sống trong cuộc đời này á, mà người ta nhắc về bạn như thế nào, thì chính là cái giá trị sống của bạn. Và tại sao tôi lại là nói cái vấn đề này rất là nhiều ạ? Bởi vì sao? Chính vì cái triết lý sống và cái giá trị sống này mà làm cho cái gì ạ? Làm cho cái mục tiêu, thiết lập mục tiêu của bạn có đạt hay không đạt. Chút nữa qua cái phần 2, đó là phần đặt mục tiêu theo cái giá trị sống của bạn, theo triết lý sống của bạn, thì lúc đó bạn mới hiểu được tầm quan trọng của việc hiểu được mình là ai và giá trị gì trong cuộc đời này, và giá trị sống của bạn là gì. Thì từ đó giải thích cho bạn là bạn đặt mục tiêu mà không bao giờ đạt, hoặc là bạn đặt mục tiêu nào cũng đạt được hết, bởi vì nó liên quan đến mục tiêu của bạn, nó có phù hợp, nó có tương ứng với cái giá trị sống của bạn hay không, được không ạ? Đó là cái điều mà tối nay chúng ta bàn rất nhiều. Còn cái phần mà giải pháp công cụ mà làm sao rút tiền, làm sao để kích bốt để chạy, làm sao để tạo ra tiền, cái đó là anh chị khi mà có mục tiêu rồi á thì làm cái, nếu để tôi nói các chị điều này, một số người hỏi tôi là làm cái gì mà gì ạ, làm cái gì để đầu tư cái gì mà có nhiều tiền, thì câu trả lời của tôi là gì ạ? Câu trả lời của tôi là làm cái gì hay đầu tư cái gì cũng có nhiều tiền, thực sự như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị phải hình dung thế này này, đầu tư cái người mà có cái giá trị sống, khát vọng sống, hay là có cái gì ạ? Mục tiêu, có cái triết lý sống cụ thể mà nó tương ứng á, thì báo anh chị một điều là gì ạ? Thì đó là cái người chắc chắn sẽ thành công, và họ đầu tư gì cũng thành công. Cho nên lúc hỏi là đầu tư gì thành công, thì câu trả lời là đầu tư cái gì cũng thành công. Bởi vì cái người có cái giá trị của mình, có cái giá trị sống của mình, có mục tiêu tương ứng, thì họ làm cái gì cũng thành công. Đầu tư, họ đầu tư nhà hàng cũng thành công, họ mở shop kinh doanh cũng thành công, họ đầu tư cái gì ạ, đường xá cầu đường cũng thành công, họ đầu tư chứng khoán cũng thành công, họ đầu tư cổ phiếu cũng thành công, họ đầu tư về forex cũng thành công, họ đầu tư vàng thành công, họ đầu tư bất kỳ cái nào cũng thành công. Đó, báo anh chị biết. Cho nên câu hỏi mà đầu tư gì để thành công, thì câu trả lời của tôi là đầu tư gì cũng thành công hết, nếu anh chị biết cách. Và cái biết ở đây có nghĩa là biết mình cái giá trị gì, và cái mục tiêu của mình nó phù hợp với cái giá trị đó của mình hay không, được không? Thế thì hãy ngồi xuống và trả lời năm câu hỏi này, thì sẽ khám phá ra cái giá trị thực sự của mình là gì, cái triết lý sống của mình là gì, và quan trọng là cái khát vọng sống của anh chị là gì, thì từ đó nó hình thành ra cái gì ạ? Cái giá trị của mình. Và tôi sẽ giúp cho bước thứ hai, đó là thiết lập cái mục tiêu phù hợp với cái giá trị sống đó các anh chị nha. Đó. Thế thì cái người mà thực sự thành công á, cái người mà thực sự biết giá trị của mình á, thì họ sẽ thể hiện cái năng lực ở cái mức gọi là gì ạ? Cao nhất. Họ thực sự thể hiện cái năng lực ở mức cao nhất. Để làm sao biết điều này, đó là khi mà họ được khen ngợi và tôn vinh á, cái thành quả họ đạt được á, thì họ càng thể hiện mãnh liệt hơn. Tức là bình thường họ thể hiện rồi, nhưng mà khi được khen, được tôn vinh thì họ sẽ thể hiện một cách mạnh mẽ hơn, và thể hiện cái năng lực ở mức cao nhất hơn, được không ạ? Thế thì
Đây là cái điều mà dấu hiệu của việc là anh chị đang dần dần biết được cái giá trị sống của mình, đó là khi người ta anh chị làm cái gì có kết quả mà được người ta khen ngợi, được người ta tôn vinh, thì cái năng lực của mình càng bộc phát hơn, thể hiện ra ở mức cao nhất hơn, thì anh chị đã bắt đầu biết được anh chị là ai và khám phá được cái giá trị sống của mình là gì rồi. Đó. Và quan trọng là biết được cái giá trị sống đó thì bạn phải tin những cái điều đó. Người ta hay nói một câu anh chị thấy trên màn hình đó là cái trust. Trust là cái gì ạ? Cái điều mà bạn tin á thì bằng cái gì? Đây là một công thức. Đó là bằng con gọi cái từ này gọi gì ạ? Consistency. Consistency là gì ạ? Cái sự nhất quán, cái sự nhất quán. Nhất quán là gì ạ? Là không thay đổi từ trước sau thay đổi, gọi là consistency. Và trên thời gian, time. Trust bằng gì ạ? Consistency và chia cho gì ạ? Trên gì ạ? Time. Thì đây là một cái công thức để tạo được cái niềm tin là bạn làm một cái gì đó lặp đi lặp lại nhất quán theo thời gian thì bạn tin điều đó là đúng. Cho nên khi bạn có giá trị rồi á mà theo thời gian người ta nhận ra giá trị của bạn và người ta gì ạ? Được bạn bạn được khích lệ, bạn được khen ngợi, bạn được cổ vũ, thì bạn càng ngày càng nhiều như vậy thì bạn sẽ sao bạn hình thành ra cái niềm tin của mình và bạn biết rõ những điều bạn tin, tức là mình biết những điều giá trị sống của mình và bạn biết rõ điều đó và bạn hoàn toàn tin tưởng điều đó. Đó thì tôi muốn nói các anh chị là bạn đang thực sự có giá trị, đó, có giá trị. Và nếu mà gì ạ, ở bốn cái câu hỏi đó là ở góc độ này này, ở góc độ công việc, ở gia đình hay tài chính sức khỏe thì bạn biết rõ những điều bạn tin không? Ví dụ ở trong công việc, bạn muốn một công việc thành công, có nhiều tiền, đúng không? Cái hai là gia đình, bạn muốn gia đình hạnh phúc. Ba là tài chính của bạn phải nhảy vọt, phải đột phá. À, ví dụ hiện nay thu nhập có 10 triệu, 15 triệu là LO chẳng hạn. Ví dụ vậy thì bạn phải nâng lên 30, 50 và 100. Tất nhiên là gì ạ? Tài chính nó lên khi và giá trị của bạn lên. Hãy nhớ điều này nha. Cái giá trị của bạn á, cái tiền bạc của bạn, tài chính của bạn nó tỷ lệ thuận với cái giá trị của bạn. Đó, hãy nhớ điều đó. Và khi bạn nâng cái giá trị của mình lên thì sao ạ? Thì cái tài chính của bạn sẽ lên. Đây giống như cái bình thông nhau á, là sao ạ? À, cái giá trị của mình càng cao thì tài chính của bạn càng càng nhiều tiền. À, đó, cho nên là tôi muốn nói các anh chị ở góc độ công việc, ở gia đình, ở tài chính hay sức khỏe thì bạn phải biết rõ những điều bạn tin như thế nào là đúng, được không ạ? Và rồi, từ nãy giờ tôi đã giúp các anh chị hiểu được cái giá trị sống của mình là gì thông qua năm câu hỏi, bộ năm câu hỏi, anh chị biết không? Bộ năm câu hỏi. Và anh chị biết rõ những điều bạn tin như vậy. Đó, tôi muốn review chút xíu, đó là bạn biết rõ những điều bạn tin, bạn biết được cái gì ạ? À? Cái khát vọng của mình là gì, tức là cái giá trị sống của mình là gì thông qua năm câu hỏi. Đó, thông qua năm câu hỏi. Và anh chị biết và làm thế nào để biết được cái giá trị sống của mình, thì những cái gì, hình ảnh nào, những cái gì mà làm cho cảm xúc của bạn bị tác động mạnh mẽ nhất thì nó hình thành lên cái giá trị sống của bạn. Đó, cực sự như vậy các anh chị nha. Và cái giá trị sống của bạn làm sao biết được, thì cách tốt nhất đó là anh chị biểu hiện nó ra, đó là hành động. Cái người mà có giá trị sống á, thì người ta sẽ hành động mãnh liệt. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản thôi là cái gì xảy ra bên trong thì nó sẽ biểu hiện qua bên ngoài. Tức là người ta hay có câu nói là cái gì ạ? Ở trong lòng mà có gì ạ? Thì miệng nói ra. Tức là nói ra ở đây có thể là qua bằng miệng hoặc là hành động bằng tay chân. Đó, hành động bằng lý trí bằng tay chân hoặc là miệng nói ra. Cái gì mà có trong lòng thì chọn miệng sẽ nói ra, hành động sẽ mạnh mẽ hơn. Đó.